Những năm gần đây, tỷ lệ hấp thụ phân khúc biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn luôn giữ mức khả quan, trong khi các phân khúc khác như căn hộ cao cấp đối mặt với không khí trầm lắng hẳn. Theo ghi nhận của John Langlandsell, tỷ lệ tiêu thụ của biệt thự nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 năm 2018 tiếp tục đứng ở mức rất cao 90%. Do hạn chế về nguồn cung nên giá bán tiếp tục xu thế tăng với mức 0,7% theo quý trên thị trường sơ cấp và 2-3% trên thị trường thứ cấp. Đó cũng là lý do vì sao các dự án biệt thự sinh thái ở khu vực ngoại ô đang ngày càng hút khách. Chúng không chỉ đáp ứng nhu cầu đầu tư mà còn mang lại cơ hội hưởng thụ phong cách sống thượng lưu cho tầng lớp nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh.